Chị nào mà chồng mình hay đi hát karaoke mà suốt ngày đòi đi ăn nhậu mới hát karaoke ở bên ngoài ấy, thì Huyên hôm nay nhá, hãy xem video này đây. Sắm ngay cho em con này về. Thứ nhất, vừa trông được con. Thứ hai, chồng không đi chơi. Đây. Đây là mẫu loa mà nó không đơn giản là một mẫu loa kéo. Đây, mình sẽ đập hộp cho các bạn xem. Con này là model T71. Đây, bên ngoài đóng gói rất là chắc chắn, khi các bạn nhận hàng thì nó sẽ là y chang như vậy luôn. Đây. Đây là một thanh niên mới lớn. Đấy, tuổi là 18 đôi 10. Đấy, sẽ đập hộp cho các bạn xem đây, xem là chiếc loa nặng khoảng bao nhiêu ký. Và anh ta nhấc lên. Đó, trời. Rồi, rất tuyệt vời. Mình thì cao này, cao khoảng 1m8 thì chỉ các bạn đoán hộ mình. Con loa này cao mét bao nhiêu? Con loa này màn 16 inch, 2 micro và có màn hình, chạy được tất cả các loại hệ điều hành. Thứ nhất là nhà mình có trẻ con thì cho cháu ăn bột này, xem tivi này, xem thoải mái luôn. Và hai mic hát để hát karaoke. Đấy, một chiếc loa. Và tớ thử xách thử một tay xem nó có nặng hay không nhá. Đây. Đây. Ấy cha, nặng phết quý vị ạ. Ấy. Chiếc loa thì nó rất là hiện đại luôn quý vị ơi. Khi mà quý vị mua cái chiếc loa này về, quý vị không cần phải mua pin nữa quý vị nhá. Đây. Không cần phải mua pin nữa, ở cho loa người ta sẽ cho sẵn pin như này. Đây, lấy pin ra. Và cái điều rất thích ở một chiếc loa kéo là loa này tích hợp được pin sạc ngay trên loa. Đấy. Đây, tích hợp được pin sạc ngay trên loa. Đấy. Các bạn ơi, đây. Dành ở bên trong này này, loa này có này, điều khiển này, kẹp bình luôn này, nếu mà hết điện mình kẹp bình này. Pin sử dụng 3 đến 4 giờ đồng hồ liên tục và mình rất thích này, chưa có một loại mic nào mà nó sạc được pin ngay trên thân loa. Đây là điều rất tiết kiệm cho chị em phụ nữ nhà mình. Nếu chồng nhà mình hay đi chơi thì các bạn hãy gọi về. Anh ơi hát cho em bài. Đấy, ok không? Đấy, anh ơi hát cho em bài đây, mình cho các bạn xem. Này. Nó chạy hệ điều hành đây các bạn, nhìn cái ứng dụng của nó là YouTube này. Đấy. Mình vào. Như bình thường luôn. Đấy, con này nó chạy thì khoảng 30 giây là nó chạy được, tùy từng mạng. Đây nó nói như này là không có cái lối wifi để chúng ta phải vào wifi. Đấy, ví dụ ở đây nó có wifi, mình ấn cài đặt này. Đấy. Để set wifi mình ấn slot này. Đấy. Đấy, nhà em wifi là cái gì thì em sẽ nhập vào. Đấy, wifi mình sẽ nhập vào đấy cho anh em xem, đấy là mình nhá cho anh em xem đấy. Đấy, và bây giờ mình sẽ kết nối đấy, wifi sân thượng. Đó, ok chưa? Và trong cái lúc mình nhập mã wifi thì mình sẽ alo cho các bạn nghe xem chất lượng âm thanh nào. Wow. Mình 1 2 3 4. Mình lên đi cô hát nhẹ hơn này. Alo, 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 alo. 1 1 1 1 2 3 4 5 5 5 6 lên lên lên. Đây là model T71 các bạn nhé. Đấy. Wi-Fi bắt đầu chạy. Đấy. Con này nó nhận được giọng nói luôn. Đấy. Ok chưa? Đấy, Wi-Fi này. Đấy, chạy vào rất là ok. Các bạn muốn chạy ứng dụng gì nó chạy này, từ giọng nói này. Vâng, chăn khóc thật đấy. Đây đang tiếng Anh. Thôi rồi, mình quay rồi bên. Alo. Vâng, chăn khóc karaoke. Cực kỳ ok luôn, chỉ cần mang mình khỏe luôn là chạy nếu các bạn nhìn thấy không? Tôi nên làm luôn. Kích nhẹ. Chạy, chạy. Mình đang hát bài lửa tầm trăng nhá. Màn chạy rất là mượt luôn. Đấy. Rất ổn định luôn. Nửa phần trăng đêm tôi trong đêm, buồn nhớ ai trăng rơi trên sông. Cùng sống lỡ trăng trôi lang thang đi tìm. Loa T71 này nó đẳng cấp, nó sát, đẳng cấp.